Ê Hàng bay, tao có cái này hay là ba thằng mình lên Sài Gòn lập nghiệp đi. Thôi mẹ ơi, mình có quen biết ai trên đó đâu. Mà lên đó biết làm gì mà sống đi. Sống ở Sài Gòn khó lắm. Thôi, tao không đi đâu. Mày cứ vậy, ba thằng mình cũng lớn hết rồi, không nghề, không làm gì ra tiền hết, chán lắm. Ừ, thằng Nam nói đúng lắm mình. Mà tính sao mày? Lúc trước tao cũng tính như vậy. Nhưng mà ba má tôi già yếu rồi, tao đi thì ai chăm sóc cho ông bà đây? Thôi đi mày ơi, mày không có nghề, chỉ được cái già cái võ của ông già mà truyền lại, cái đó thì làm được cái gì? Sống trên đời này chỉ có tiền là trên hết, tao nói vậy mày thấy có đúng không? Thằng Nam nó đúng đó mày. Chuyến này ba anh em mình lên Sài Gòn một chuyến xem sao. Bây giờ tao tính như vậy nè. Thằng Nam lên Sài Gòn trước đi nha. Tao với thằng Thành ở dưới quê sắp xếp công việc xong, tao với nó sẽ lên gặp mày sau. Tính gì được không? Vậy cũng được, tao đi trước, có gì tao liên lạc với hai mày sau. Ừ. Yeah. Thôi, cũng đã chiều rồi, ba thằng mình về đi. Hôm nay có tiền rồi, tao xuống xác với tụi mày một bữa cho tụi mày biết. Mày đợi tao lâu chưa? Mày nghĩ đi, mày hẹn tao mấy giờ mới ra? Thì tao bận công việc chút xíu mà. Ông nhỏ ơi, cho anh ly cà phê sữa đá em. Mà mày hẹn tới đây làm chi? Thì tao bàn với mày công việc lên thằng Nam làm ăn đó. Vậy hả? Rồi mày có điện nó chưa? Bây giờ tao điện tao hỏi nó thử công việc làm ăn làm sao. Rồi khoảng 2-3 bữa gì đó tao với mày lên đó. Thôi mày đứng đây đi. Vô 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 đặt vô. Mẹ nó bực mình gọi hoài. Không biết nó làm cái gì mà tao điện nó hoài nó không bắt máy. Chắc tao nghĩ nó bận công chuyện gì đó. Mày điện lại lần nữa đi. Ừ, để tao điện thử.
Còn tiền không? Đúng là xui xẻo. Alo, ai vậy? Alo, Nam hả? Có chuyện gì? Tao Minh nè. Minh nào? Thì mình ở dưới quê đó. Mày khỏe không? Mày làm ăn sao rồi? Tụi tao ở dưới này trông tin mày hoài à. Mày sao rồi? Làm ăn sao? Nói tao nghe coi. À, tao khỏe. Mày với Thành sao rồi? Tao trên đây á làm ăn khá lắm. Hai mày á muốn làm ăn chung với tao không? Ủa, mà làm gì mày? Thì hai mày cứ lên đây đi. Tao sẽ chỉ cách để cho hai thằng mày làm ăn. Chứ nó qua điện thoại dài dòng lắm. Nhưng mà mày phải có vốn nha. Phải có vốn nữa hả? Mà vốn là bao nhiêu? Vài trăm ngàn được không? Vài trăm ngàn mà làm được cái gì? Phải 100 triệu. Hả? 100 triệu? Thôi thôi, tao làm gì có số tiền lớn đó chứ. Thôi tao không đi đâu. Thì mày có mấy miếng ruộng đó, bán đi, lấy tiền lên Sài Gòn mà mình làm ăn. Thôi được rồi, để tao suy nghĩ lại. Có gì tao gọi cho mày sau nha. Tao có máy nha. Thằng Nam nói gì mày? Nó nói là mày đi chết luôn đi thằng quỷ. uống cà phê đi, uống cà phê đi, uống cà phê đi. Anh ăn gì không? Hôm nay em xui quá. Anh gì không cho em mượn một ít. Em gửi vốn lại. Mày muốn mượn tiền chứ gì? Dạ dạ đúng không anh? Vậy mày có nhà cửa tài sản gì không? Để tao làm tin tao cho mày mượn. Dạ dạ. Ở dưới quê em còn mấy miếng đất anh. Được. Giờ mày viết giấy nợ đi. Rồi ký vô tao cho mày mượn. Lấy sổ viết nợ cho nó rồi nó ký vô. Anh gì không? Rồi. Em cảm ơn anh gì không? Dạ, em chào anh Long. Chào anh Long. Tháng này thu vô bao nhiêu? Dạ, khoảng 500 triệu anh. Tại sao tháng này ít hơn tháng trước? Dạ, tại vì có một số con nợ nó chưa trả cho mình hết. Tại sao? Tại tụi nó chưa có tiền trả chứ sao? Im đi thằng Cà Lâm. Còn thằng này cười cái gì? Đây là những con nợ chưa trả. Thằng Đen là 30 triệu, còn thằng Tấn là 50, riêng thằng Hữu Nam là 100 triệu. Anh cho anh thời gian 3 ngày để lấy hết số nợ cho anh. Dạ, tụi em sẽ cố gắng anh.
Em đúng là em trai của anh. Ngồi đi. Dạ, cảm ơn anh. Diều Hâu, em có biết không? Từ nhỏ anh đã sống trên khu đất này, và lớn lên anh đã thống lãnh nó. Em cũng đã theo anh rất là lâu. Em có nét rất giống anh. Đòi nợ, đâm thê, chém mướn. Máu của anh em mình đã chảy khắp Sài Gòn này. Đổi lại, anh em mình đã có tất cả. Trên dưới đều nể phục. Em có nhận thấy điều đó không? Thưa anh Long, tụi em luôn nghe lệnh anh. Chỉ có một lời nói của anh thôi, tụi em luôn sẵn sàng. Thôi đi, lúc trước em cũng làm đại ca mà đại ca đâu có nói gì nhiều dữ như vậy. Em tìm thằng này ở đâu ra? Dạ, thằng này nó hơi bị khùng, nhưng mà được cái nó rất trung thành, anh thông cảm cho. Lần sau em chỉ lại nó cách ăn nói, chứ để như vậy hoài không có được đâu. Dạ, em biết rồi anh. Anh thông cảm cho. Sao còn đứng đó? Đi làm gì nữa mày? Tụi bay đi, theo tao. Tao làm lớn hay mày làm lớn? xin lỗi anh Diều Hâu. Đâu là tụi bay đi theo tao. Chơi gì mà chơi, bắt chứ. Thằng khốn, tao mệt mày lắm nha mày. Đi mày. Đang ở đâu? Anh Diều Hâu cũng gặp mày nè. Tôi nói từ tôi trả. Làm gì dữ vậy? Khỏe em mày. Qua đây trả. Ê anh ơi, anh tha cho em. Anh tha cho em. Tha cho mày. Tha cho mày. Rồi ai tha cho tao hả? Khỏe mày. Đi đây. Khỏe mày. Lên rồi. Nào đó, xử nó đi. Anh Diều Hâu muốn gặp mày. Đi. Đâu là đại ca muốn gặp mày? Không, tao không đi đâu hết á. Thôi anh nè, buông tay ra. Buông tay ra. Đó, mày thấy chưa? Cái cảnh mà không trả tiền cho tao là như vậy đó. Mày có chịu trả hay không?
vậy đó. Mày có vô trả hay không? Dạ, em trả. Vậy tiền đâu? Bạn em đang làm từ dưới quê lên anh. Mày đừng có giỡn mặt với tao. Mày đâu là để ai da cái gì vậy mày? Đâu là cái gì? Nó chị trả. Trả cái đầu của mày. Mày gọi ai vậy Minh? Tôi gọi cho thằng Nam. Anh Diệu Hâu, nó có điện thoại. Mày mà giữ mặt với tao là mày chết. Mày nghe đi. Nghe sao Minh? Mày sao rồi? Có tiền chưa? Ừ thì tao có rồi, tao mới điện cho mày nè. Vậy chừng nào mày lên? Mày tao với thằng Thành sẽ lên mày. Mày quá. Ủa, mày quá là sao mày? À, tao nghe nói mày lên, tao mừng. Có gì mai mày lên, tao ra tao rước mày. Nhớ đến tiền nghe Minh. Biết rồi mà, mai gặp nha. Nó nói gì đó mày? Nó nói là tao với mày mai lên Sài Gòn á, nó ra nó rước. Vậy đi. Bây giờ tao cho mày thời hạn một ngày. Mày mà không đem tiền trả cho tao, đi đi mày. Dạ. Em cảm ơn anh Diệu. Đi. Phải số nhà này không chú? Đúng rồi chú, nhìn số nhà đi. Dạ, con cảm ơn chú. Ê, Minh ơi, mày điện cho thằng Nam thử coi. Alo, Nam hả? Tao tới cổng rồi nè. Tao cá liền. Khỏe. Vô. Đi. Ủa, mày ở đây hay nào? Ở đây lâu rồi. Tao thấy nhà nhỏ quá mày. Nhà thành phố giá cao lắm. Ừ, tao thấy cũng được lắm mày. Hai mày đói bụng chưa? Vô tao dọn cơm cho hai mày ăn. Tao thấy đó là mày. Nghe thấy ăn là sáng con mắt rồi. Tánh tình không thay đổi. Nghề của tao mà. Vô. Vô. Mày làm gì mày nhìn hoài vậy mày? Bỏ sách xuống đây ngồi ăn cơm kìa. Ê. Gái Sài Gòn đẹp quá mày. Mày sao à? Thôi ngồi xuống đây ăn cơm đi. Vô. Sao rồi? Lúc này mùa màng dưới quê sao vậy? Thì làm ăn cũng mất mùa quá, nên tao với thằng Thành mới lên đây làm ăn với mày nè. Hai mày á, cứ đây. Tao có nói với người ta rồi. Ủa, mà nói gì mày? Thì dụ mướn một bằng cho hai thằng bay buôn bán chứ gì. Mà buôn bán cái gì? Ngày mai gọi hai mày sẽ biết. Giờ thì ăn đi.
Ai gọi kìa? Ăn đi. Hôm nay đến hạn rồi. Dạ, bạn bạn em mới dưới quê lên, có gì chiều đem tiền qua em đặt cọc cho anh nghe anh trai. Chiều mà không có tiền thì mày biết số phận của mày rồi chứ. Dạ dạ, ok nghe anh trai. Chiều chiều hôm qua em đặt cọc cho anh mà, đừng lo, yên tâm. Minh hả? Một hồi á mày á đưa tiền cho tao, tao đi đặt cọc cho người ta. Mày làm gì gấp gấp quá vậy? Để mai tao với mày đi luôn. Làm ăn á là phải nhanh chóng gọn lẹ chứ thôi để người ta hút mắt. Tao thấy nói đúng á mày. Ở Sài Gòn này á không có tiền á không làm được gì đâu. Ừ ha, mày nói nghe cũng có lý chứ bộ. Đây á là tiền bán đất của tao á, mày đừng để mất nó nghe. Tao đi nha. Nhớ cẩn thận nha mày. Tao biết rồi. Thôi hang bảy nhà đi. Tối tao về dắt hang mày uống cà phê. Ừ. Hai cậu là ai? Còn Nam đâu? Dạ. Dạ, tụi con là bạn của thằng Nam. Tụi con ở dưới quê mới lên. Còn cô là... Tôi là chủ nhà này. Tôi đến đây để tôi lấy tiền của thằng Nam. Nó thiếu nợ tôi 3 tháng tiền nhà. Mà bộ hai cậu định ở đây hả? Dạ, thằng Nam thiếu cô 3 tháng tiền nhà chưa có trả luôn hả cô? Chứ gì nữa, nó mà không trả hết tiền nhà cho tôi á, tối nay nó về tôi tống cổ nó ra khỏi nhà. Đi đi đi, ra khỏi nhà cho tôi đi. Hai đứa bay biến cho tao nghe, không có tiền thì về quê ở đi nghe, không có tiền mà thuê nhà trọ nhà mướn. Nhìn cái mặt là biết nhà quê hai lúa rồi à. Mày để nó coi. Đúng không mày? Tao điện rồi mà nó khóa máy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại. Giờ làm sao? Giờ làm sao? Đi đâu mày? Bây giờ ngồi đợi nó về chứ sao? Ừ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách... Thôi đi. Ừ. Minh. Gì vậy? Đói quá mày ơi. Mày thì lúc nào cũng ăn với ngủ không à. Đi lẹ đi, trời tối rồi kìa. Đi đi, mau lên. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu.
Minh, hồi chiều á mày đưa tiền cho Nam ít thôi, còn chút tao mày chuyện cơm rồi, thấy không? Tới giờ còn đói nè. Cái đó là chuyện làm ăn thì bây giờ mình phải đưa tiền đủ cho người ta chứ sao? Tao nói thằng Nam nó gạt tao mày chắc luôn á. Không có đâu, mày đừng có nghĩ vậy. Nó là bạn thân của mình mà. Mày hay quá ha. Mày nhớ hồi chiều không, bà chủ nhà bà đuổi tao với mày á, tao mày ra ngồi trước cửa nhà nó đó, chờ tới tối nó có về không? Mày điện thoại nó có nghe máy không? Thì chắc nó đang bàn công việc với người ta nên nó không tiện nghe máy thôi. Minh, tối nay ở đâu mày? Thì ngủ khách sạn Ngàn Sao. Ngàn Sao là ở đâu? Thì ngay đây chứ đâu. Hả? Ở đây? Ừ, thì nhìn trời kìa, sao không kìa. À quên, tao còn ông già ông thương tao lắm mày ơi. Trước khi tao đi á, ông có để cho tao cái mệnh, tối nay đừng có ké nha. Đây nè. Hoài vậy? Tao thấy nhớ cha tao quá mày. Tình cha mát như vầng tay dương, ngọt ngào như dòng trôi đầu. Buồn cái đầu mày, đói bụng lả người đi nè. Ở đó mà buồn với nguồn, không lo mà ngủ đi. Nhớ ba tao mày cũng cho thôi. Thôi ngủ đi để mai tính. Mày lắm không mày? Làm gì vậy? Tao làm gì đâu? Sao mày cắn tao? Cắn hồi nào? Đi nè. Thôi ngủ đi. Ngủ ngủ lập dữ vậy mày? Alo. Vậy hả? Cũng bình thường. Cướp! Em có sao không? Dạ không sao. Mất mất gì vậy? Dạ, dạ giỏ. Dạ. Giỏ sắt em phải không? Dạ. Không sao đâu, bạn anh giỏi lắm. Chút xíu đem lại cho em. Dạ. Trả cho em liền hả? Dạ. Kéo mày!
Nó về kìa. Cô nè, nó về kìa. Lần sau cô nhớ cẩn thận nha. Dạ, dạ cảm ơn anh. Thôi đi. Anh ơi. Hử? Cho em gửi anh ít tiền nha. Thôi được rồi, cô cất đi. Tôi không cần đâu. Lấy tiền ăn cơm, đói bụng mày. Lấy cái gì mà lấy? Đi đi. Ngu sao không lấy. Đi đi. Không cho lấy thì thôi, làm dữ vậy. Hai anh ơi. Em mời hai anh đi ăn cơm để cảm ơn anh nha. Được á. Nghe tới ăn là sáng con mắt rồi. Tao nói chứ bộ. Đi 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 đi. Dạ. Mình đi. Từ từ thôi Thanh. Từ từ thôi Thanh. Ủa, hai anh ở đâu vậy? Tôi ở Vĩnh Long mới lên. Vậy ở đây hai anh ở đâu? Tôi chẳng biết ở đâu nữa. Ủa, anh nói như vậy là sao? Tôi thì có cô luôn á. Hai tôi dưới quê á, định lên làm ăn. Bị bạn gạt hết tiền hai tôi rồi. Giờ cũng không biết đi đâu nữa. Mà không có người quen, không có việc làm nữa. Thôi, để em giới thiệu anh cho bà dì của em nha. Dì của em cũng đang cần người giúp việc á. Được á, xong anh. Vậy nhờ em vậy. Vậy bây giờ hai anh đi theo em nha. Đi gặp dì của em luôn. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Đứng lại mày. Anh Diệu Hồng muốn gặp mày. Đi. Có gì không anh Diệu Hồng? Mày tính chơi xong bỏ chạy hả? Còn số nợ của tao đâu? Bao giờ mày trả? Anh cho em vài bữa đi. Tao không nói nhiều. Nếu như mày không trả, tao lấy cái mạng chó của mày. Yeah. Minh thằng Nam kìa. Minh chạy tới Minh chạy tới Minh. Nó kìa. Minh. Minh.
Minh, chờ tôi. Minh. Đâu là mày làm sao chạy đâu cho thoát? Nó đâu rồi mày? Minh. Nó đâu rồi? Nó kìa. Nó đâu rồi Minh? Dừng tay lại. Dừng lại. Đâu là hai là tụi bay là hai thằng nào mà sao dám xí vô chuyện của tao? Dân Hồ, Đặc Cả Lâm, Sâm Mịch, Thư Gốm. Hai thằng mày là cái gì của nó? Tao là bạn của nó. Tụi bay coi chừng tao á. Mày hụt cao quá mày. Mày có sao không? Tại sao mày gạt tao? Tiền của tao đâu? Tiền của mày tao đánh bài thua hết rồi. Mày thôi bỏ đi. Nó thôi. Tao không ngờ tao có thằng bạn như mày. Từ nay trở về sau tao không muốn nhìn mặt mày nữa. Mày đi đi. Đi thật. Minh mày buông ra đi. Mày cho tao đi theo mày. Buông ra. Chứ không ơn nhiều hầu nói giết tao. Mày buông ra đi. Kệ mày. Mày có sao không? Mày có sao không Nam? Minh. Thôi được rồi, để tôi đưa mày về băng bó vết thương nha. Ừ. Tụi bay bị sao vậy? Thưa anh Long, đáng lẽ tụi em bắt được nó rồi, nhưng có hai thằng nhà quê ở đâu đánh tụi em quá trời luôn á. Tụi bay là một lũ ăn hại, có bao nhiêu đó mà làm không xong. Mẹ nó, từ trước tới giờ chưa có thằng nào dám xen vào chuyện của tao. Vô đâu? Dạ. Em dắt tụi nó bắt thằng Hữu Nam về đây. Tự tay em sẽ xử lý nó. Dạ, tụi bay đi theo tao.
Khoan đã. Dạ. Ba thằng mày đi theo nó. Nam ơi, bây giờ tao với thằng Thành đi làm. Mày ở nhà mày nghỉ ngơi nha. Hai mày làm đi. Nhớ cẩn thận nha. Ừ. Có gì á thì alo tao liền nha. Nha. Hai tụi bay đứng nước ra. Rồi đi. Ủa, thằng Nam đâu mày, Minh? Tao cũng không biết nữa. Đâu rồi mày? Không biết nó đi đâu nữa. Mày điện nó coi. Thằng nhà quê hả? Đây nè, mày nghe đi. Minh ơi, cứu tao. Mày đang ở đâu? Mày đang ở đâu? Tao bị tụi nó bắt rồi. Mày muốn bạn mày sống á thì đem 200 triệu đến cho tao. Để chúng nó về, còn không nhận xác nó đi. Được, được. Nhưng mà địa điểm ở đâu? Địa điểm ở đâu hả? Mày có tiền đi rồi tao sẽ nói cho mày biết. Ủa, Nam sao rồi Minh? Thằng Nam bị tôi kêu bắt đi. Thôi, mày ở nhà đi. Tao đi ra ngoài có chút việc. Mày đâu vậy Minh? Minh? Mày đâu vậy Minh? Minh? Anh Minh, anh có tâm sự gì hả? À không, tôi đang nghĩ chuyện ở dưới quê đó mà. À vậy hả? Mà sao cô lại ra đây? À
Lúc nãy em có đến nhà dì, nhưng mà không có thấy anh ở đó. Em nghĩ anh ra đây, ai ngờ em đoán đúng. Mà có chuyện gì không? À không, em định tìm anh tâm sự cho vui thôi mà. Mà sao hôm nay em thấy anh buồn quá vậy? Anh có chuyện gì hả? Nói cho em nghe với. Bạn tôi bị bọn xã hội đen bắt. Bọn chúng đòi tiền chuộc tới 200 triệu. Tôi làm gì có số tiền lớn đâu chứ. Trời, rồi bạn anh sao rồi? Tôi cũng không biết nữa. Tụi nó nói nếu không có tiền, tụi nó sẽ giết chết bạn của tôi. Thôi, để em lấy tiền tiết kiệm cho anh mượn nha. Không, tôi không cần đâu. Anh Minh đừng có ngại, cứ lấy tiền để cứu bạn đi. Anh đã giúp em, thì bây giờ em phải giúp lại anh thôi mà. Anh đừng có suy nghĩ nữa nha. Tao đã chuẩn bị đủ tiền rồi nè. Địa điểm ở đâu? Đường Lê Trọng Tấn, kho số 14. Được, tao sẽ tới. Mày chuẩn bị xong chưa? Tao chuẩn bị xong rồi. Đi cứu thằng Nam thôi. Ý, chờ tao tí. Đi mày. Mày đúng hẹn lắm thằng nhà quê. Ông đừng có nói nhiều. Tôi đã đem tiền tới rồi. Bạn tôi đâu? Thả bạn tôi ra. Mày cũng bản lãnh lắm chứ. Tao nghe tụi nó nói mày đánh giỏi lắm đúng không? Ngày hôm nay tao muốn xem thử bản lãnh mày như thế nào. Tôi không có tài như ông nói đâu. Tôi cũng bình thường như mọi người thôi. Lượt mày rồi đó. Chi 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 ch
Đâu 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 là gì cũng lời. Làm đại đại. Đại đại ca ca. Yeah. Câu câu là cái gì còn chưa làm đại đại ca nữa nè. Làm đại 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 ca ở đây. Làm gì? Hôm nay anh em nè rất mệt mỏi,
Diễn viên Minh Nhật là diễn viên Hữu Nam. Hôm nay rất cực khổ tích cực để xong bộ phim này. Hôm nay là xong phim, là kết thúc phim. Hôm nay anh em tích cực rất nhiều, hôm nay là xong hoàn thành phim. Cảm ơn các nhiều.